một video hướng dẫn rải tâm từ, sư có nói cốt lõi là mình phải thật sự mong cho đối tượng đó được an vui. Vì con thấy mình vẫn đang đọc như con vẹt vậy, dù đã rất cố gắng mong đối tượng được an vui, nhưng con thấy mình chưa thật lòng được. Sư cho con hỏi cái sự thật lòng đó mình phải tập như thế nào? Sư không biết là cái người hỏi câu này đó bao nhiêu tuổi. Tại vì cái người mà họ chưa có từng trải nghiệm thì nó cũng khó lắm, chưa từng trải nghiệm nó cũng khó lắm. Một trong những cái cách để chúng ta rải tâm từ đó là chúng ta nên hướng tâm đến đối tượng và chúng ta quán tưởng họ, suy nghĩ tưởng tượng họ như là con ruột của mình, như là con ruột của mình, thì cái lòng thương của mình đối với con của mình nó như thế nào thì mình mong muốn cho đứa con của mình được an vui như thế đó. Nó rất dễ đối với những người mà đã trải nghiệm được hoặc ít nhất có thể hiểu được cái tâm tình của một người làm mẹ hướng đến đứa con của mình và mong cho con của mình được an vui. Nhưng mà với một số bạn trẻ, nếu như mà cái việc quán tưởng một cái đối tượng nào đó như con ruột của mình ấy, nó khó khăn đối với quý vị, thì có thể quán tưởng họ, đối tượng đó như là cha hoặc là mẹ của mình. Hướng tâm về người đó và suy nghĩ đó, cái người này là cha của mình, là mẹ của mình, và từ đó mình thật lòng mong cho người cha, mong cho người mẹ ở trước mặt mình được sự an vui. Thì khi đó cái sự mong muốn đó, thật lòng mình muốn như vậy, bởi vì khi đó mình tin rằng cái đối tượng đó là cha của mình, là mẹ của mình. Nhưng mà một số người họ nói một vài câu như kẹt nữa, đó là thí dụ như là bây giờ tôi chết cha chết mẹ từ nhỏ rồi, bây giờ làm sao thì nó kẹt quá. Có nghĩa là mình cố ý mình làm khó nhau, thì vẫn tưởng tượng là giả sử như là người cha người mẹ mình vẫn còn sống thì đây là cha mình hay là mẹ. Và thực sự thưa quý vị, cái sự suy nghĩ đó, cái sự quán xét đó, cái sự tưởng tượng đó không phải là không có căn cứ. Bởi vì Đức Thế Tôn có nói rằng thật khó để mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm cha làm mẹ của mình. Thật khó mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm con ruột của mình. Thật khó mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên khi mà quý vị nghĩ tưởng một cái đối tượng nào đó là cha là mẹ của mình, thì họ thật sự đã từng là cha là mẹ của mình trong quá khứ rồi, chẳng qua là trong dòng sinh tử luân hồi mình quên thôi. Và xin thưa là đây là một trong những cách khi mà sư đi đến các cái hội trường thuyết pháp. Trong những lần mà sư đi lên, trước khi lên pháp tòa đó, sư đi ngang qua một cái hội chúng đó, thì sư vẫn thường quán xét rằng những con người đứng ở hai hàng, ở hai bên, họ đều từng là mẹ của mình. Và thật lòng do cái dòng sinh tử luân hồi cho nên mình quên mất thôi. Và nhờ một cái nhân duyên hãn hữu mà bây giờ những người mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp tập trung lại đây, ngồi đây và nghe mình chia sẻ về chánh pháp. Và khi lên pháp tòa thì khi đó không có Phật tử, không có cư sĩ, mà chỉ có những người mẹ của mình. Và bản thân mình đang hướng dẫn những người mẹ của mình con đường đi đến đạo lộ bất tử. Đấy. Thì như vậy đấy, cái tâm từ tự nhiên nó xuất hiện thôi. Hoặc là như sư nói, suy nghĩ, nghĩ tưởng, hướng tâm đến đối tượng và suy nghĩ họ như là con ruột của mình. Nếu như quý vị có khả năng phát khởi tình cảm của một người mẹ thì hãy suy nghĩ những con người đó như con ruột của mình. Nhờ như vậy đó, cái tâm từ nó sẽ phát triển.